Dạ, con xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con xin chúc quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật nhiều bình an trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối cái video, tiếp nối cái cuộc hành trình đi khám phá những căn nhà quan bí ẩn và những nơi có linh minh trú ngụ cũng như những nơi có ma quỷ xuất hiện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con quay trở lại cánh đồng mà ngày hôm qua thì cũng đã gặp được một lung linh. Thì cái nhà mình cũng có xem video con rồi, thì cũng đã biết là vong linh đó mất là vì bị cướp tài sản nha cả nhà. Thì nói chung là nhà anh cũng nghèo khổ, anh cũng không có công việc ổn định như nhà, khi anh đã chạy xe ôm. Thì hôm đó anh cũng được một cái kèo là hai thanh niên kia nhờ anh chở vô nhà bạn gì đó. Thì anh thấy anh chở hai thì tiền cũng khá nhiều, cho nên anh đã chở luôn hai người. Thì cứ chạy vào cái càng chạy càng sâu á thì con đường càng nhỏ càng chật hẹp. Thì anh đã có xin cái nghi ngờ rồi cả nhà, thì anh đã nói là ủa sao con đường nhỏ quá, ở nhà trống không thấy, không vắng ai, không thấy ai trơn, sao vắng quá vậy mấy anh. Thì mấy ông cứ nhà tôi trong bạn tôi nói đó, thì cứ chạy cho tôi chút xíu nữa tới. Thì vừa vào con đường cùng thì anh đã bị hai thanh niên kia kề dao vào cổ và vào hông để mà đe dọa kêu đưa hết tài sản. Thì cả nhà cũng biết rồi, thì đối với những người nghèo khổ thì tiền bạc tôi có nhiều trong túi của nhà, chủ yếu là có một ít tầm tiền lẻ để mà thối được thối tiền cho những người đi xe thôi. Nhưng anh cũng đã nói này nọ thì cũng đã khuya ngồi xin, thì hai thanh niên kia cũng không có chịu tha cho anh nha. Thì anh đã bị hai thanh niên kia sát hại và đã khiên xác anh dục cũng xong, cho nên anh đã ở dưới sông này lang thang vượng cũng có 7-8 năm nay. Thì cũng vô tình thì anh cũng đã tìm thấy được cái bàn nghi thức của con, thì cũng đã dùng những phần lễ con mang tới. Thì con cũng đã nói chuyện và giao tiếp của anh, thì anh cũng đã chấp nhận để con gửi vào chùa núi tu học. Nhưng ngày hôm qua thì anh chưa đi nữa nha. Anh chỉ nói là để anh gặp bà bạn anh, rồi khuyên bạn anh cùng vào chùa núi tu học với con luôn, cùng học chùa với anh luôn. Nhưng mà thì con hôm nay con đã hẹn anh đó là đúng giờ này để mà quay ra đây thì hưởng những cái nghi thức của lễ của con đi, rồi con sẽ gửi vào chùa nó tu học nha cả nhà. Thì không biết là anh tới chưa, nhưng mà mình sẽ làm cái bàn nghi thức trước đi cả nhà, làm cái bàn nghi thức cho anh đi. Thì ngày hôm nay con cũng có nấu cơm chay, cũng đem khá là nhiều, tại vì hôm qua thì anh nói là có thêm một bạn đấy, cho nên là đem đồ ăn cũng nhiều xíu để mình có thể là cho anh hai anh no luôn nhớ nha. Để gửi một chút xíu, gửi hai anh về chùa nữa tôi học luôn. Cái ấy cái giờ này không biết tới chưa, không biết tới thì ra xuất hiện ra nói chuyện với em luôn đi. Thì sẵn em cúng và dùng thì xuất hiện nói chuyện cũng được, có gì đâu. Không biết tới chưa, không biết làm sao, không thấy im ghê vậy không biết. Là bây giờ là 11 giờ rưỡi khuya nha cả nhà. Được cái hộp cơm rồi trời. Đây. Thì cũng đã đến giờ hẹn của anh rồi, không biết anh tới chưa đây. Mong rằng anh tới sớm đi để con cúng kiến cho anh dùng, rồi sẽ gửi hai anh về chùa núi tu học. Mình sẽ đi về nha cả nhà. Ngày hôm nay cũng có mua mấy trái cam để mà cúng cho anh nha, và ít bánh. Thì cơm thì hôm nay mua con múc nó hơi nhiều xíu, thì chạy đi cho anh dùng cho no đi, rồi chơi có anh kia nữa, cho hai anh dùng no đi, rồi mình sẽ gửi hai người chùa núi tu học sớm rồi thay chuyển kiếp làm người nha cả nhà. Có mấy con gì nó kêu ép suốt luôn, con anh ương nữa thì qua cũng vậy, nay cũng vậy.
Ủa, máy bay kìa, quá trời luôn, 2-3 chiếc luôn cả nhà. Hai ba chiếc máy bay luôn cả nhà. Ở trên đầu con hướng này 1 chiếc, dưới đây 1 chiếc nè, 2 chiếc, ủa 2 chiếc bay. Chiếc này bay qua đây với tay bay, 2 chiếc luôn cả nhà. Ước gì một lần mình đi máy bay, không biết cái cảm giác như thế nào ta. Chắc đã lắm ha nha. Hai con nhà, để con chút xíu nha các nhà, để con lập cái bàn nghi thức. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tất Đà Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh, Thổ Thần Thổ Địa Cực Thổ đến đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cùng với cái nguyện muốn được trợ duyên cho con linh đang đối khác, đang lẽ gọi dưới cánh sông cánh đồng này, để có thể là cho họ được ấm lòng nuôi dạ hơn, đỡ cái lạnh hơn, để con có thể gửi về chùa núi tu học, tu hiền tu lành để sớm đắc đạo chuyển kiếp luân hồi đầu thai làm người mới. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Các bạn nghe thì sắp gửi bạn nghe thức nha các nhà.
Em chào anh. Em chào cậu. Ủa sao có mình anh vậy? Bạn anh đâu? Bạn cũng đi xa rồi cậu ơi. Ừ, đi xa là sao? Là bạn anh không tìm không gặp, đi chỗ khác cho ngủ rồi hả? Không có cậu, tôi thì với cậu hôm bữa cậu đi về đó. Tôi mới gọi đồng hải tôi kiếm bạn của tôi, thì tôi gặp nó, cái nó mới nói ở bên kia là có một thầy ông cúng đồ ăn hay cho ăn á, cái nó rủ tôi đi ăn, cái tôi không có chịu đi, tôi khuyên nó, tôi nói tôi bên đây là được cậu cúng kiến cho ăn, rồi được cậu nói đưa về chùa về núi để tu học để được chuyển kiếp đầu thai đó. Cái tôi mới nói với bạn tôi khuyên nó bữa nay đi với tôi thì cái nó không có chịu, nó nói ở bên kia có cái ông thầy kia ông bài đó, ông cúng ông mời qua bánh ăn mà không đi ăn mà đi đâu, cái nó rủ tôi hoài, cái tôi không có chịu đi.
tôi không chịu đi, cái nó nói mà mày không đi thì mình tao đi, mày được thì mình ta cúng cho ăn mày no, bây giờ tao đói muốn chết luôn, giờ cái ông cúng cũng có ăn mà tao rủ mày đi, không đi tao đi. Cái bạn tôi mới đi á cậu, cái tôi mới thấy vậy, cái tôi mới cũng đi theo nữa, mà tôi không có dám vô. Tới chỗ cái có tôi thấy cái bàn cúng của cái ông thầy đó cậu. Ông để cái nào là hình bắt quái rồi cái ui, ông để cái gì tùm lum hết trơn cậu ơi, rồi hình nộm hình gì nữa, thì có kiến gì nữa đó cậu, kiến chiếu gì nữa đó. Cái tôi thấy kỳ kỳ rồi, tôi thấy cái bàn cúng của cái ông thầy đó không có giống cái bàn của cậu. Cái bàn của cậu người ta có ngang nước rồi bánh trái cơm đồ ngon lành, còn cái bàn của ổng có một chút đỉnh bánh à, mà ổng có nào là bắt quái, nhìn cậu nhìn vô là cậu thấy kỳ lạ, tôi thấy ghê lắm. Cái tôi mới sợ, cái tôi mới khuyên bạn tôi nói thôi mày đừng vô, mày vô đó chừng mày bị ổng dụ, ổng bắt đó. Cái bạn tôi nói làm gì có, ổng nói ổng cũng cúng cho mình ăn, ổng giúp đỡ đây. Nó tôi cản bạn tôi hoài mà nó không có nghe. Tôi thấy là tôi tránh xa ra, là tôi ve xa ra, cái tôi nói mày không nghe lời tao là bị chừng mày bị ổng bắt đó. Nó nói thôi khỏi đi, bây giờ là tao đói lắm rồi, mày được ăn no rồi, giờ còn mình tao đói, giờ cỡ nào tôi cũng phải ăn đó. Nó rồi cái nó kêu tôi vô, cái nó nói thôi mày ăn thì tao không vô được. Tôi thấy cái bàn cúng của ổng tao sợ ghê lắm, tao không có vô đâu. Nó xong cậu cái bạn tôi nó mới đi vô nó ăn. Nó vừa đi vô nó ăn xong rồi nó bị ổng với ông lấy cái kiến chiếu của ổng đó cậu. Nó rồi ổng chiếu vô trong người bạn của tôi, xây một vòng tròn cái hút bạn tôi vô trong cái kiến chiếu yêu đó. Tôi thấy tôi hết hồn cậu, rồi tôi mới đâm đầu tôi quảng hốt, tôi bỏ chạy một nước một, rồi tôi chạy tôi trốn luôn á, tôi sợ ổng dí theo ổng bắt tôi nữa. Mà thật sự là ổng bắt được bạn tôi rồi là ổng bắt được bạn tôi xong là ổng đâu có kịp bắt tôi đâu, là tôi vính quá tôi chạy, bởi vì tôi mới thoát tôi về đây nè cậu. Tôi gặp cậu tôi mới nói nè, bởi vì tôi nói bạn tôi nói nó mà nó không nghe, nó cãi tôi, bởi vì giờ nó bị ổng bắt rồi đó. Mà cái ông thầy pháp đó nhìn cái mặt ổng thấy ghê lắm, ổng kiểu ổng hung hăng ghê lắm cậu, không có hiền hậu như cậu mà nói chuyện cho ăn kia, thì cậu phiên căng thì cậu nói giúp đỡ về chùa về núi, còn ông kia ổng nói nhiều câu nghe ghê lắm cậu. Hung hăng lắm, bởi vậy tôi sợ lắm cậu. Trời ơi, thiệt giờ không biết bạn anh như thế nào nữa. Chắc đó bây giờ tôi không biết bạn tôi sao luôn, ổng bắt ổng lấy cái kiến ổng hút bạn tôi vô tổng, rồi giờ tôi không biết nó làm sao luôn đó cậu. Tôi chạy mà tôi thoát được tôi mừng lắm nữa cậu, chứ không phải là ổng bắt luôn tôi rồi cậu. Đúng rồi, thấy không, hôm bữa em nói anh rồi, anh đi trước đi, có gì em đến đây em kiếm bạn anh để em giúp đỡ, anh không chịu đi đâu. Không, nếu anh ngày hôm qua mà anh không gặp cái ông thầy pháp đó mà anh không nhanh chân là coi chân anh cũng bị bắt theo luôn rồi. Thì đúng rồi đó cậu, cái lúc mà ổng vừa bắt bạn tôi xong đó, ổng quay qua ổng nhìn tôi mà ổng trợn con mắt ổng lên, ổng làm thấy ghê lắm. Ổng tính hút tôi vô cái kiến đó luôn cái gì đó cậu, mà hên là tôi nhanh chân tôi chạy thoát đó cậu. Giống thôi là ổng bắt tôi chung với bạn tôi luôn rồi, bởi vì qua nay tới giờ tôi còn sợ mà cậu, tôi thấy ghê quá cậu ơi. Thì vậy là ngày hôm qua em về là khuya lại xíu nữa là gặp bạn anh là bạn bị bắt luôn á hả? Dạ đúng rồi cậu, thì hôm qua cậu về khuya xíu là tôi đi kiếm bạn tôi đó cậu. Nó cũng phiên căng ngáy này kia đó, mà nó không có nghe, nó cãi tôi không. Tôi nói cậu bên đây giúp rồi, cậu nói hứa bữa nay cậu đem đồ ăn cơm tới 2-3 phần ăn cho tôi với bạn tôi ăn, mà tôi nói nó đâu có tin đâu. Nó nói là gì mà có ai mà đem gì tới 2-3 phần cho ăn, người ta cho mình miếng là mừng rồi. Mà tôi nói nó không có tin. Cái nó nói nó đi lòng vòng á, nó gặp cái ông thầy pháp đó, ông bài đó ông cúng đó, thì nó rủ tôi đi cậu. Vì bạn tôi cãi tôi không nghe lời tôi, giờ bị ông bắt rồi đó, không biết ông bắt bạn tôi về ông làm gì nữa cậu ơi. Thì nói chung em nói anh nghe thì bắt làm gì á thì do mỗi ông thầy khác nhau anh ơi.
em thì em cũng không thôi thể nào nói được về cái chuyện đó. Em chỉ có thể là gia hộ cho anh cứ gửi em về chùa núi tu học thôi. Chứ em cũng nói chung là em không có bất cứ khả năng gì nhiều. Em chỉ có thể là gửi anh, có được cái phép là gửi anh, được gửi anh về chùa núi để mình tu học, tu hiền, tu lành. Với lại một ít phép để mà phòng vệ cho bản thân thôi. Chứ em không phải như những người kia mà có thể là bắt vong về làm tu luyện. Nói chung thì mỗi người mỗi ý định. Thầy em thì em đi em giúp. Còn những ông thầy kia thì người ta đến nó bắt để mình ta kiếm tôi lưu luyện binh gia của người ta để người ta có thể là phục vụ vô cái chuyện mà làm thầy của mình. Nói chung thì con đường ai nó chọn thì con đường ai nó đi đến đây. Thì nhưng sau này thì em bảo đảm thì nghiệp ai cũng lấy trả thôi. Anh cứ yên tâm về chuyện đó. Mình làm tốt, mình có phước thì sau này mình sẽ hưởng phước. Còn mình làm xấu thì sau này mình khi nào mình đã mất rồi thì mình phải trả nghiệp. Thế thôi. Thì bây giờ, nhưng mà bây giờ nói nghe nè, bây giờ anh đã ăn đủ, no đủ cái phần lễ của em chưa? Dạ đủ, đủ rồi cậu ơi, tôi ăn, tôi cảm thấy no rồi cậu. Ờ, no rồi, thì bây giờ ngày hôm nay đi, để em gửi về chùa núi tôi học cũng đi, chứ bây giờ không thể nào anh ở đây được. Ở đây nữa là nhiều khi lạng quạng là bị cái ông thầy Pháp đó lại bắt nữa. Dạ đúng rồi cậu, tới giờ mà tôi còn sợ nè cậu ơi, cậu giúp đỡ tôi đi, chứ giờ tôi không có dám ở đây nữa đâu cậu ơi, tôi ở đây mà lòng vòng ở đây mà tôi gặp ổng quay trở lại ổng bắt tôi nữa là tiêu tôi luôn á cậu. Ờ đúng rồi, thì bây giờ đúng là cái thật sự là thì không biết nói sao luôn thiệt, chứ tự nhiên cái giúp tính giúp cho hai người bây giờ giúp được con người kia giờ không biết như thế nào, tính ra nghĩ tôi cũng buồn. Thì thôi bây giờ em nói nghe gì đi, giờ em sẽ gửi về chùa núi tu học ha, hay là anh muốn đi về chùa không, hay là đi siêu thoát. Ừ. Dạ cậu làm ơn cậu gửi tôi về chùa về núi đó cậu, tôi muốn về đó các thầy các sư chỉ dạy với nghe kinh kệ để sớm được diễn tiếp đầu thai cậu ơi, chứ giờ tôi cũng không muốn lang thang dắt dưỡng ở đây nữa đâu cậu ơi. Ông nó thầy Pháp đó mà ổng tới ổng bắt tôi chắc tiêu tôi luôn á cậu. Ờ thì bây giờ em sẽ gửi anh về chùa về núi để mà anh tu học, thì về đó thì các sư thầy nó sẽ sắp xếp cho chỗ anh để mình trú ngụ. Người ta sẽ cũng cúng kiến bánh trái như em vậy nè. Rồi cơm chai thì đủ, anh khỏi lo. Còn đồ đạc thì gì đó thì các sư thầy sẽ, nói chung là anh là hiện tại đang ở dưới sông. Thì em sẽ gửi về đó thì các sư thầy sẽ gia hộ cho anh nha. Gia hộ cho anh có thể được lên bờ, anh được ấm được cái linh hồn của anh hơn. Thì anh có thể là tu tập được. Chứ mà hiện tại anh ở dưới sông đang lạnh lẽo thì nó cũng khó mà có thể lên bờ được. Thì tạm thời em sẽ trì vô người em một bài chú cho anh nhẹ nhàng cái lòng mình, rồi em sẽ gửi anh về chùa núi tu học. Về đó thì các sư các thầy người ta sẽ gia hộ cho anh để anh có thể được về chùa núi để mà tu tập. Thì cứ cố gắng đi, nói chung là cái duyên rồi, là cái duyên để mà hướng về Phật, cái duyên để mà gặp được em, để em gửi về chùa về núi để mình tu học. Thì anh cố gắng về đó mà tu thật tốt, học thật tốt để mà mình sớm đắc đạo chuyển kiếp, mình làm đầu thai, mình làm con người mới, mình có ích cho xã hội hơn. Biết đâu kiếp sau mình có thể là một người nào đó, đầu thai vô cái nhà nào đó giàu có, mình có thể sống cuộc sống nó sẽ thoải mái đàng hoàng hơn, đỡ cơ cực hơn cái cuộc sống mà lúc anh còn sống. Tôi cảm ơn cậu ạ. Tôi hứa tôi về trên đó tôi sẽ ráng tu học và sẽ nghe các thầy các sư chỉ dẫn, sẽ không phụ lòng cậu ạ. Rồi thì bây giờ em cũng không có lương phiên với anh nữa, em sẽ gửi về chùa nói tôi học luôn nha. Rồi cố gắng tu nha anh. Dạ tôi cảm ơn cậu. Đầu trong lòng mình cứ bỏ hết tất cả đi, mình tu tập thật tốt đi, đừng có suy nghĩ gì nhiều nữa. Bạn anh thì cái số cái nghiệp thì phải trả lên đây, anh cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Thì bây giờ em sẽ gửi anh đi. Rồi cả nhà ơi, thì nói chung là cả nhà mình và con cũng đã không có, nói chung là con như sẽ không có hoàn thành tốt nhiệm vụ nữa nha. Thì ngày qua thì con cũng đã để anh ở đây để mà có thể khuyên thêm một con linh nữa để con có thể gửi về chùa núi tu học.
thì cuối cùng đã không thành công nữa nha. Thì hiện tại thì không biết con Linh kia như thế nào. Nói chung là chắc có lẽ là cái duyên cái số, cái nghiệp của anh phải trả, thì anh đã bị các thầy pháp khi bắt lại cả nhà. Nói chung là trong một ngày luôn, thì ngày hôm qua thì con tới trước thì con ở cúng cho anh này, thì con về thì ông thầy pháp kia cúng, nó cũng không phải cúng ở đây nữa nha, cúng đâu bên dốc đâu bên kia á, cái chắc là thân đâu tung đó nha. Thì bạn anh đã thấy, bạn anh rủ cái bạn anh đi, mà anh không đi, anh tin tưởng con thì để con giúp đỡ, anh không chịu người khác giúp đó nha. Thì nó cũng là, cũng là hên cho anh là anh không tin tưởng cái thằng thầy đó. Nếu mình tin tưởng thầy đó mà hai bạn bè vô ăn chung lượt thì chắc cả hai bị bắt hết luôn rồi. Thật sự nói bây giờ cái chuyện của ở cõi trần gian mình bây giờ nó cũng rất là phức tạp nha. Người thì giúp, người giúp, người thì đi phá, người bắt ui đủ thứ. Thôi nói chung thì bây giờ con và cái nhà mình chọn con đường nào thì mình cứ đi con đường đó thôi nha cả nhà. Thì trời vì các bề trên nó sẽ nhìn thấy. Còn những người nào chọn con đường khác, chọn đường xe trái thì bề trên cũng phải nhìn thấy thôi cả nhà. Nhưng mà lúc mà mình xuống suối vàng thì mình đi trăm tuổi mình có thể làm người cắt bụi thì mình sẽ được cái phước của Phật, mình sẽ đỡ nghiệp hơn cả nhà. Còn những cái phần đó thì nói chung thì con không có thể nói được nhiều, nhưng mà mình có thể nói là gieo nghiệp thì trả nghiệp thôi cả nhà, gieo gì thì trả đó. Rồi thì ngày hôm nay thì con và cái nhà mình cũng đã giúp đỡ thêm được một linh tại chùa núi Tu Học, thì cả nhà mình cũng vui vẻ đi. Thì mình cũng nghe được một tin nó cũng khá là buồn, nhưng mình khách chuyện rồi thì đã lỡ rồi thì mình cũng không thể nào mà mình trách bản thân mình được. Thì cái nhà mình và con cũng sẽ cố gắng để đi đến những nơi mà có linh chú ngụ để mình có thể giúp đỡ hơn nha cả nhà. Dạ thì con xin kết thúc video lên của nha. Nghe thức gì vậy? Thì xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, rằng đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, đặc biệt là có thật nhiều bình an và thật nhiều sức khỏe trong việc và cuộc sống nha cả nhà. Chào, xin kính chào và hẹn gặp lại với mình ở video tiếp theo.